Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại một cái công trình ở địa chỉ là 48 Lê Văn Huân, là 48 Lê Văn Huân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi thi công một cái dàn pin năng lượng mặt trời có công suất là 6 kWh. Hiện tại thì đang là cái mùa dịch và corona thì nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng và anh em vẫn sắp xếp để mà thi công một cái dàn pin năng lượng mặt trời cho khách hàng, đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn. Và bây giờ là trên mà nhà cho nên là không có Covid đâu, nên các bạn yên tâm là ai mà đang xem video này thì có thể là không bị, yên tâm là không bị lây nhiễm qua màn hình online đâu các bạn nhé, yên tâm. Đấy, thì ngày hôm nay tôi làm một cái video này và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật và cái cách để làm thế nào mà thi công một cái dàn pin năng lượng mặt trời kín mái. Gọi là chúng tôi sẽ không sử dụng ray nhôm mà cây kẹp, và ở đây là sử dụng hệ thống khung gian lắp đặt rất là cao, ở độ cao rất là cao là khoảng 30m đấy, so với mặt đất. Nhưng mà chúng tôi vẫn thi công cái dàn khung này rất là nguy hiểm. Chúng ta đã xử lý như thế nào để khắc phục cái tình trạng này, thiết kế cái khung dàn như thế nào để mà có thể chống chịu được với những cái trận gió bão, thời tiết, những cái điều kiện ngoài cảnh là nguy hiểm nhất, khắc nghiệt nhất, và lắp cái dàn pin kín nước như thế nào. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật. Hẹn gặp lại các bạn, hãy xem video của tôi nhé. Tôi là Kiều Minh Đức. Như các bạn có thể thấy thì xung quanh đây là có mấy gia đình người ta đã lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây tôi quay các bạn này. Đấy, bên nhà này là cái lắp dàn này khoảng 5 kg này. Nhà này cũng lắp cỡ khoảng 5 kg này. Đấy, và tiếp theo là gia đình của chúng tôi đang lắp đặt đây. Ở cái độ cao rất là cao, các bạn thấy ở đây là tôi đứng trên đây là một cái tum. Tum này có độ cao so với cái bên mặt bên dưới này. Đây là cái cầu thang nhá, các bạn thấy không? Đấy. Bên dưới này là từ đây xuống bên dưới kia là 2,5 m nhá các bạn nhá. 2,50 m này xuống đến cái đây này, xuống cái đáy này này, tôi chỉ đấy, xuống đây chân cầu thang ấy là 2,5 m nè. Rồi, từ đây lên cầu thang này cho đến cái này là 3,70 m. Ok, quá cao luôn nè các bạn ạ, 5 m so với cái tầng thấp nhất. Tại vì cái ở đây là cái tum này nó che mất nên là chúng tôi phải làm cao như thế. Rồi bây giờ là chúng tôi mới dựng được mấy cọc đó thôi. 1 cọc, 2 cọc, 3 cọc này, 4 cọc này, 5 cọc này. 5 cọc này. Đây cái 6 cái này, 6 cọc này. Đấy, thì chúng tôi sẽ khi nào mà tôi hoàn thành cái khung dàn và tôi sẽ quay cho các bạn này. Ở giữa này chúng tôi sẽ làm những cái thanh chống tiếp. Giữa này cũng có những thanh chống và những cái thanh kèo ngang, chắc chắn rồi, phải có rồi. Đấy, thì tôi sẽ quay cho các bạn thiết kế cái khung dàn này. Ở cái độ cao này rất là chênh vênh, xung quanh này thì lên pin cũng khó. May mà nhà này có thang máy, gia đình này có thang máy. Đấy, thì tối nay tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái chúng tôi kéo pin và kéo cái các cái thanh sắt mà kẽm này lên như thế nào, cực kỳ là vất vả luôn và khó khăn anh chị em. Đây, sắt chúng tôi đã kéo được lên đây rồi. Sắt thì khi mà anh chị em chúng ta thi công thì chúng tôi phải cắt ở bên dưới, tính toán và đo đạc cái dàn khung, tính toán bên dưới và sau đó chúng ta cắt ở mà dưới mặt đất và kéo lên, chứ không cắt ở trên mái nhà người ta. Video này dành cho những anh em nào muốn tự thi công lắp đặt hệ thống cho gia đình mình, nhưng mà nếu mà địa hình nguy hiểm này thì thôi, tốt nhất là nên thuê. Đấy, hoặc là thuê dịch vụ công ty người ta làm cho, chứ tự làm mình nhiều khi ấy, mẹ rồi lại ảnh hưởng nguy hiểm tính mạng con người, nó nguy hiểm lắm anh chị em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta đang theo dõi cái video của tôi. Tôi đang nói đến cái phần nào nhỉ? Phần tự thi công rồi đúng không? Đấy, tiếp theo tôi sẽ quay cho các bạn cái đường lên của cái những cái khung sắt này. Cái khung dàn này nó lên như thế nào? Tức là đường kéo chúng tôi kéo lên như thế nào nhé. Đấy, xung quanh này là nhà này là cao vượt trội hơn hẳn so với các cái tòa nhà xung quanh, và bốn phía xung quanh là không có cái tòa nào để che chắn cả. Cho nên ở đây là rất là trống gió, người ta gọi là lộng gió đấy. Tại xung quanh là không có nhà nào bao phủ cả. Đấy, các bạn thấy xung quanh những cái nhà khác là đều thấp hơn đúng không?
Ở đây cái tum này là cao hơn so với người ta. Đấy, bên nhà bên kia thì cao bằng nhà tôi, nhà chúng tôi thì đây đang thi công. Đấy, cái nhà bên cạnh này thì đằng trước thì thấp hơn, bên kia có một tòa nữa. Đây là cái bồn nước nóng này. Tí này chúng tôi phải làm cái dàn này là có 16 tấm. Đấy, 16 tấm. 16 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có diện tích là 2m x 1m. Thì chúng tôi ở đây là chiều này từ cái cọc này này cho đến cái cọc này là 5m này. Và từ cái cọc này cho đến cái cọc bên này là 6m. Đấy, như vậy là phải dựng là một cái cọc chéo này, một cọc ngang này 6m này, và một cái cọc dọc này là 5m này. Lớn nghiêng, hướng nghiêng là nghiêng khoảng 10 độ, hơn 10 độ anh em nhé. Và 16 tấm nhân là 5m nhân 6m thì được 3 dãy, mỗi dãy 5 tấm. Thì ở đây là bắt ra bên ngoài này một tấm nữa này, phải làm thêm một cái không gian phụ này. Thì chỗ này là may mà có cái tum này. Chỗ này này có cái miếng bê tông này này nó che, nó làm cái giá đỡ được. Không thì lại tranh vênh mệt. Làm chỗ này cái tấm này nó sẽ đặt lên ba che cái cả cái bồn nước này luôn. Đó, đó là cái khung giản. Tí nữa tôi lên tôi sẽ quay cho anh chị em xem. Hiện tại thì chúng tôi đang thi công hạng mục khung giản này, và các bạn có thể thấy là đây là cái độ cao rất là chênh vênh. Trên đây này không có cái chỗ nào để bám cả. Đấy. Và đây bên dưới này thì mới là mặt đất. Và chúng tôi có đã đóng những cái vít nở vào xuống cái xà gồ, cái xà này, xà bê tông này, và đang sử dụng cái tê để bắt chặt nó lại. Và tí nữa chúng tôi sẽ có những cái thanh néo, thanh chéo này bên kia sang để đảm bảo là cái khung giản được chắc chắn nhất. Như các bạn có thể thấy ở đây là gia đình có thang máy. Đây, thang máy này hiện đang ở tầng 4 nhé. Đây, đây là có cầu thang đi ra ngoài này. Là đây là chúng tôi đang tập quét sắt ở đây và lấy dần. Thì sắt được vận chuyển như sau. Đây là những cái sợi dây chúng tôi phải đó, bên dưới này kéo lên rất là nguy hiểm, cao á, độ cao 4 tầng thì nó rơi vào khoảng và một tầng đất nữa thì nó khoảng 20m anh chị em ạ. 4 × 20 20m. Và cái kia là khoảng 5m nữa thì khoảng 30m đấy. 30m so với mặt nước biển đấy. À quên này, xin lỗi, mặt đất. Do đó là cái độ cao là cực kỳ là cao, làm thi công rất là nguy hiểm. Ban đầu chúng tôi kéo ở trước này này. Đây là những cái dàn giáo anh em nhé, chúng tôi bắt lên để tí nữa tôi thi công. Này. Ban đầu thì tôi lại kéo lên đằng trước này, nhưng mà lại đằng trước này thì nó va phải những cái phào chỉ và những cái bờ tường của chủ nhà nên là không thể mà thi công được, nên là chuyển ra ngoài này. Thi công anh chị em thấy nguy hiểm không, ngợp không? Đó là con đường chúng tôi đã kéo lên. Trên kia thì quay luôn. Anh chị em rất là khó khăn. Nhà này hơi bị chuối nhá. Như các bạn có thể thấy bây giờ chúng tôi phải bắt gần giáo rất là cao. 3 tầng gần giáo đây. Bên đây là hàn một cái thanh xà ngang này. Sau đó chúng tôi bắt cái thân hai thanh 5-10 đi qua đây để đứng đó. Bên đây mới hàn được cái cây 6m ở đây, cực kỳ là thi công rất nhiều công đoạn khó khăn. Đây là một cái thanh néo này, thanh néo để giữ cố định làm không gian.
Như các bạn có thể thấy thì hiện tại thì tôi đang trong cái công đoạn là đấu dây điện, kéo cái dây DC xuống là chia thành hai string. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để là thiết kế một cái dàn khung mà có thể là thay sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời để thay cho cái mái che kín nước. Đấy, bây giờ nhá, các bạn thể thấy đây này, đây là cái phụ kiện chuyên dụng của tôi, là cái thanh này là thanh U. Cái thanh U này ấy, là khi mà các bạn là bên mép những cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thì mình kẹp nó vào đây này. Cứ chỗ nào có mép thì mình kẹp vào, cứ chỗ nào có mép thì mình kẹp vào, thì có nghĩa là như vậy thì một tấm pin thì có hai cạnh, năm tấm pin. Một cái ở đây là tôi lắp đặt theo ba hàng, mỗi hàng là 5 tấm, thì như vậy là mỗi hàng là 5 tấm, thì mỗi tấm là có hai kẹp, thì như vậy là chúng ta cần 5 tấm, chúng ta cần 20 cái kẹp U này. Bên dưới này nó có những cái con ốc này, các bạn siết vào thì nó kẹp vào cái tấm pin này. Đấy, các bạn thấy không, nó kẹp vào tấm pin, thì hai cái tấm này nó siết vào nhau, khít vào nhau. Đấy, tuy rằng thì vẫn có kẽ hở một chút nhưng mà không đáng là bao nhiêu, là do cái này là người ta không, các bạn thi công ấy, các bạn không có khít nó vào cũng được, nhưng mà nếu mà muốn làm cho kín nước hẳn thì các bạn có thể khép khít nó vào để khỏi nước nó chảy qua đây, nó lọt qua. Đấy, tiếp theo thì chúng ta, đó là tôi đã chia sẻ cho các bạn cách tính toán cái số lượng kẹp U này. Nên tôi quay cho các bạn cái kẹp U này. Và các bạn nào mà muốn mua cái kẹp U này có thể liên hệ với tôi, khu vực miền Nam, khu vực miền Bắc đều có. Tôi sẽ để cho các bạn cái giá nó hợp lý so với trên thị trường. Số lượng thì số lượng tùy. Chúng ta sẽ làm việc sau qua cái Zalo các bạn nhé. Đấy là cái kẹp U này. Đây nhá. Cứ hai cái, cứ chỗ nào mà có mép, có cạnh đây này, ở cạnh các cái tấm pin ấy. Đấy, các bạn thấy không, thì các bạn cứ kẹp vào, bắt nó rất là nhanh. Với cái hệ thống khung dàn mà cao như vậy này, ở đây các bạn thấy không, cực kỳ là cao luôn, cao so với mặt đất là khoảng 30m và chênh vênh. Chúng tôi không thể là leo lên cái dàn khung này được và bắn chân L cũng như là đặt ray nhôm lên được. Thì nếu mà đặt lên thì cũng được nhưng mà rất là nguy hiểm và cao, khó làm, khó thi công, cộng thêm thời gian thi công là lâu. Do đó là cái phương án thi công là bằng cái kẹp này là tối ưu nhất cho cái dàn khung mà có cái thanh sắt mạ kẽm này. Đấy là phi 40x40mm các bạn nhé. Đối với cái hệ khung dàn là như thế này thì chúng ta nên sử dụng cái hệ thống kẹp U này, vừa là thi công nhanh vừa tiết kiệm chi phí. Để tôi tính toán cho các bạn là cái chi phí so với cái việc sử dụng cái ray nhôm và cái chân L cũng như là kẹp biên, kẹp giữa. Đấy, thì hôm nào tôi sẽ làm một cái video tính toán để so sánh cái giá thành làm cái này nó nhanh hơn mà rẻ hơn mà chi phí nó thấp đi. Đấy, vừa có lợi cho người thi công, vừa đẹp thẩm mỹ, đảm bảo thẩm mỹ cho hệ thống khung dàn, vừa có thể chống nước, cái làm thay mái che, che nắng che mưa. Đấy, là khít nước luôn các bạn nhé. Đấy, khít này, nhưng mà các bạn muốn làm
thì đây là cái hai cái khe này là để kẹp vào cái biên cái thành của tấm pin. Đấy. Còn bên dưới này là một cái có thể thấy đó. Lúc nãy tôi đã quay cho các bạn xem. Cái này nếu mà các bạn muốn mua và lắp đặt cho hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình mình hoặc là thi công công trình thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại đặt phía dưới, chạy phía dưới màn hình. Đấy, hoặc inbox ngay cho tôi. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn cái giá thật là tốt trên thị trường. Ok các bạn nhé. Đấy.